Bây giờ có thể ăn cơm được chưa? Tuân lệnh. Đồ cướp của người khác sẽ ngon hơn, có đúng không? There's another locking in perfection. Sometimes you've been hurt, then you learn a thing about a few more. Sometimes you've been bored with the life through hate. Sam Sam, always take a risk. Trong thức ăn của anh có đậu đen, lừa ra giúp anh đi. Đã kêu nhà bếp đừng cho đậu đen vô rồi mà, anh tự lựa đi. Cảm ơn hai thầy nhiều lắm. Không có gì. Chào chủ tịch. Mệt quá đi. Anh à, chuyên viên Lý đó thật giỏi, giải thích rất rõ ràng. Em nghe một cái là hiểu liền à. Và trưởng phòng Thái cũng vậy, không có gì làm khó được anh ấy hết. Nghe nói anh ấy là trưởng phòng tài vụ trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn. Hèn gì giỏi như vậy. Hâm mộ quá. Không được rồi, em phải đi làm ngay thôi. Mệt quá. Tối nay em không có học, chúng ta ăn cơm nha anh. Tối nay mình cùng ăn cơm nha. Được thôi. Cô bé ngốc à. Tạm biệt anh. Linda. Hả, Sam Sam, cô sao vậy? Tôi sắp kiệt sức rồi. Hả? Dạ, tôi hiểu. Giờ này sao hai thầy đó vẫn chưa đến vậy anh? Có gì mà ngạc nhiên. Dù sao thì họ vẫn phải làm việc mà. Có thắc mắc gì, anh có thể dạy em. Hỏi đi. Là câu này. Câu này có liên quan đến luật thuế trong nước. Anh học về tài chính Mỹ. Luật thuế trong nước thì phải để anh nghiên cứu thêm. Em còn câu hỏi nào khác không? Để anh nghiên cứu kỹ càng xong sẽ cho em một câu trả lời hoàn chỉnh. Dạ. Tuyết Sam Sam. Chắc em cũng biết anh là chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn chứ. Lúc này mình mới hiểu tại sao chuyên viên Lý và trưởng phòng Thái bận đến mức không có thời gian dạy mình. Để em tự làm vậy.
và anh cũng là chủ tịch xuất sắc nhất. Cố gắng lên. Lúc ăn cơm thì phải tập trung. Em chỉ còn một câu nữa ăn thôi. Ăn xong rồi làm. Dạ. Đi học thêm 3 tháng như vậy, có thấy hiệu quả gì không? Khó quá. Rất nhiều chỗ em không hiểu gì. Thi thử vẫn bị điểm kém. Ừ, vậy thì đừng học nữa. Ở nhà tự ôn thôi. Như vậy làm sao được chứ? Có thầy dạy mà em còn không hiểu, tự học cái kiểu gì đây? Em nhất định phải thi đậu CBA trong năm nay sao? Đó chính là mục tiêu của em mà. Phải nhanh chóng nhận được bằng CBA. Như vậy thì mới có thể xứng với anh chứ. Nhưng anh không để ý. Nhưng mà em để ý chuyện này. Anh yên tâm đi Phong Đăng, em không sợ vất vả đâu. Dù có vất vả nhiều hơn nữa, em cũng tiếp tục cố gắng. Hãy tin em. Ăn đi. Xin chào. Lâu rồi không gặp. Trịnh Kỳ, Karen có rất nhiều văn phòng luật ở Mỹ và trong nước. Cậu có thể nhờ cô ấy giúp đỡ. Karen, tôi hy vọng lần này cô sẽ giúp tôi. Không thể để Bina lấy đi dù chỉ một đồng của mình. Thôi được, tôi biết rồi. Đã nghe danh từ lâu, Phong Đoàn có hai phụ tá đắc lực. Xem ra danh bất hư truyền rồi. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ tôi giao anh ấy cho cô. Được. Xin mời cô. Tiết Sâm Sâm. Dạ. Em làm gì mà ngẩn người ra vậy? Qua đây. Chào. Chào. Xin chào. Dì này là Bạch Quân, có quan hệ mấy đời với nhà của anh. Còn đây là cô Bạch, tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh. Cô ấy có tất cả bằng cấp mà em không thể nào tưởng tượng được. Bằng kế toán viên quốc tế, bằng thiết kế rủi ro. Chào cô Sâm Sâm. Chào. Chào cô. Thì ra bây giờ mình mới biết bữa tiệc này là danh gia vọng tộc mà. Lệ Trữ, ngồi đi. Được. À, xin lỗi cô, tôi ra ngoài một chút nha. À, được. Mời vào.
Sao lại vô đây? Anh đến xem em có khỏe hay không. Đây là lúc quan trọng. Anh vẫn có tâm tư quan tâm tới em sao? Em cũng biết rồi hả? Vậy cũng tốt. Khoảng thời gian này thật sự rất khó khăn, nên cũng cần người tâm sự. Em hiểu được cảm giác của anh lúc này đúng không hả? Người làm nghề sáng tạo, điều khó chịu nhất là bị xử quan như vậy. Em hiểu, em tin anh. Còn có anh Ngôn Thanh, anh Phong Đằng và tất cả những người trong tập đoàn đều tin tưởng anh hết. Nhưng mà Phong Đằng lại muốn anh chuẩn bị tâm lý đi hòa giải, chấp nhận hòa giải. Vậy đó không phải là sỉ nhục hay sao chứ? Riêng bản thân em cảm thấy thì anh nói như vậy là không công bằng với Phong Đằng. Anh ấy không chỉ là bạn của anh mà còn là chủ tịch của tập đoàn nữa. Tất nhiên sẽ có tính toán riêng, phải không? Đây là lần đầu tiên tập đoàn tiến vào thị trường Mỹ, nên việc này rất là quan trọng. Nếu như thực sự phải đi tới bước để hòa giải thì em thấy đây cũng là cách, và không làm lớn chuyện. Vậy sau này khi người ta tra Baidu, thấy tập đoàn Phong Đằng và điện thoại Phương ET hợp tác cho ra sản phẩm, sẽ lưu lại ghi chép. Lúc đó Trịnh Kỳ này sẽ để lại vết nhơ là ăn cắp bản quyền. Và ai quan tâm vết nhơ đó là thật hay giả chứ? Mọi người sẽ nghĩ anh thế nào đây? Còn nữa, anh còn một điều lo lắng. Nếu như thực sự hòa giải thì tất cả những người ăn cắp bản quyền đều sẽ biết tập đoàn Phong Đằng đều quan tâm tới lợi ích trước mắt. Không chừng sẽ có nhiều người làm theo. Anh không biết làm như vậy đối với sự phát triển lâu dài của tập đoàn rốt cuộc là tốt hay là không tốt nữa. Trịnh Kỳ, việc này nên để cho Phong Đằng xem xét chứ không phải là anh. Hơn nữa em tin Phong Đằng từ nhỏ đã được ông nội dạy dỗ nghiêm khắc, cho nên tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra đâu. Nói vậy là trong tình hình này, Phong Đằng vẫn là người em cảm thấy tin tưởng nhất. Em vẫn cảm thấy cậu ta làm đúng, cho dù người chịu thiệt là anh hả? Xin chào tiền bối. À, chào Phong Đằng. Lâu rồi không gặp. Đã lâu không gặp. Giới thiệu với anh chị, đây là bạn gái em, Tiết Sam Sam. Còn vị này chính là đàn anh khóa trên của anh, tên là Jason. Dạ chào anh, chào anh. Vị này thì không cần phải giới thiệu, là cô Châu Thi Thi. Sam Sam chào cô. Dạ chào chị, chào chị. Gặp được Minh Tinh rồi. Châu Thi Thi không tốt nghiệp đại học, cũng không có bằng cấp. Nè, người ta là siêu mẫu nổi tiếng mà. Gương mặt đó, thân hình đó chính là bằng cấp rồi. Siêu mẫu nổi tiếng thì hơn em được cái gì chứ? Ít nhất thì cũng xinh đẹp hơn em, dáng chuẩn hơn em. Em nói cũng đúng. Anh, đồ đáng ghét. Bạn trai cái kiểu gì không biết. Tí Sam Sam, sao em có thể so sánh anh với Kỳ Thi được chứ? Em tưởng là đang thi ứng tuyển hả? Cái đó, em nói cho anh một chuyện. Hai ngày đầu em lên mạng nhìn thấy một mẫu tin, trên đó viết có một người đàn ông đã cố gắng phấn đấu vì tương lai của hai người. Kết quả thì người bạn gái đó, cô ấy đã quán trách người đàn ông đã không bên cạnh cô ấy, nên đã chia tay với bạn trai của mình. Cuối cùng mọi người đã trả lời là cô gái đó không biết thông cảm. Em không có thời gian ăn cơm với anh, nhưng lại có thể lên mạng đọc tin được. Chỉ là em vô tình nhìn thấy thôi mà anh. Nào, anh đừng có chuyện chủ đề chứ. Ý em muốn lấy chuyện này làm ví dụ thôi mà. Nếu một người con gái nỗ lực phấn đấu vì tương lai của cả hai, cuối cùng người bạn trai lại quán trách cô ấy, nói cái gì mà không ở bên anh gì gì đó. Và anh nói coi, người bạn trai này có phải là rất không thông cảm không hả? Vì tương lai của chúng mình. Thôi được, vậy em cứ học hành chăm chỉ vì tương lai của chúng mình đi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Không ngờ có một ngày tương lai của Phong Đằng anh lại nằm trong tay một giáo viên dạy kèm. Sau này anh sẽ để cho em nuôi.
Anh yên tâm đi. Bina hiện giờ vẫn không biểu hiện gì về ngày muốn khởi tố, nhưng mà đã đưa ra số tiền hòa giải rồi, 3 triệu đô la. Mặc dù điều này chứng tỏ bọn họ rõ ràng là muốn tiền, nhưng nếu chúng ta không muốn đàm phán với họ thì họ sẽ khởi tố lên tòa án liên bang. Trước 2 tuần chúng ta bán sản phẩm, sau đó chúng ta sẽ không làm gì được nữa. Ngôn Thanh, 3 triệu đô la có hợp lý không? Tụi em đã kiểm tra rồi. Năm 91 bọn họ yêu cầu công ty kỹ thuật Nguyên Hưng bồi thường 3 triệu đô và hòa giải. Nhưng vào năm ngoái bọn họ lại hét giá với phần mềm August Time là 7 triệu đô. Chúng ta hạ giá một chút, giá cuối cùng là 5 triệu. Vậy anh nghĩ có thể bán tôi vì 5 triệu hả? Ý của tôi không phải là như vậy mà. Ngôn Thanh, chiều nay hẹn người bên Bina giúp tôi. Luật sư Lý, phiền ông phối hợp toàn diện với bên Karen giúp tôi giải quyết vấn đề này. Được. Coi như tôi đã hiểu tình hình hôm nay. Nhưng Phong Đăng, tôi nói cho cậu biết, cậu không thể vừa muốn thắng vừa muốn hy sinh tôi. Nếu muốn giữ lại bản kế hoạch của tôi thì... Trinh Kỳ, cậu đừng nói nữa. Tôi có thể hiểu được tất cả quyết định của cậu, và tôi nghĩ là mình không cần ở lại làm gì nữa. Bây giờ tôi chính thức từ chức. Trinh Kỳ, chẳng lẽ tôi không có quyền gì để từ chức sao? Chào A Mỹ, Linda. Trinh Kỳ, anh ấy sao vậy? Phong Đăng à, anh cãi nhau với Trịnh Kỳ hả? Công ty muốn hòa giải. Vậy tại sao anh ấy lại muốn từ chức? Anh sẽ không đồng ý chứ? Anh ấy là giám đốc bộ phận nghiên cứu, rất nhiều phần mềm do đi anh xăm ấy xăm. Anh sẽ không bàn chuyện công việc với em. Em xin lỗi. Anh làm việc tiếp đi. Kỳ soái, anh không sao chứ? À, không sao. Tay của anh... Để em dán cho. Cảm ơn em. Mọi người đều nói anh với Phong Đăng là anh em tốt, là đối tác cùng nhau xây dựng sự nghiệp. Mặc dù Phong Đăng không nói, nhưng em tin rằng anh ấy nhất định không muốn anh đi. Nếu cậu ta thật sự không muốn anh đi thì cậu ta sẽ không ra quyết định đó ép anh như vậy. Cậu ta đồng ý hòa giải rồi, chẳng lẽ còn phải tuyên bố với thiên hạ Trịnh Kỳ anh ăn cắp bản quyền hay sao? Năng lượng sống không phải là do anh ấy tạo ra. Ba em thường nói với em là ở lâu mới biết lòng người. Chỉ cần anh không làm điều gì sai trái thì không cần để ý đến người khác nói gì. Nếu không, anh sẽ biến thành một cái quần đó. Thành cái quần là sao? Chính là khi người khác xì hơi thì anh sẽ là người hứng chịu hết. Và em cũng đang học cách làm sao để không trở thành một cái quần. Làm sao có thể không để tâm người khác nói gì về em. Em mặc kệ hết, miễn sao tình cảm với em và Phong Đăng thật tốt. Sam Sam à, em cũng chịu nhiều ấm ức rồi. Nhưng lần này anh thật sự quyết định ra đi. Thật ra cái ngày mà anh đồng ý cùng Phong Đăng về nước và cùng nhau chung tay quản lý tập đoàn Phong Đăng, anh đã biết nhất định sẽ có ngày này. Có lẽ lợi ích thương mại và tình bạn
thật sự không thể có được cả hai. Tụi anh cùng ở bên cạnh nhau, trải qua cuộc sống đại học trong sáng. Sau đó anh cùng Phong Đăng về nước, cùng cậu ấy trải qua tất cả những sóng gió. Bây giờ cậu ấy có thể một tay che trời, anh cũng yên tâm hơn. Xảy ra chuyện như vậy thật sự cũng không ai muốn. Và việc hợp tác của bọn anh chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi. Thiệt là không hiểu nổi, hai anh là anh em tốt, đã trải qua bao nhiêu sóng gió, tại sao lại không thể tiếp tục được chứ? Chỉ cần lùi một bước thôi thì mọi việc sẽ qua thôi mà. Anh nói em nghe, em không ở vị trí của anh em không thể hiểu được đâu. Cũng trách bản thân mình, tính cách quá mạnh mẽ, không chịu được cảm giác bị vu oan. Dù sao cũng cảm ơn em Sam Sam. Nè, anh thực sự muốn đi hả? Đi đâu vậy? Anh cũng không biết nữa. Quay về Mỹ thôi. Về Mỹ sao? Trịnh Kỳ thực sự nói vậy hả? Đúng vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng tức giận như vậy của Trịnh Kỳ hết. Tôi thấy lần này anh ấy có lẽ kiên quyết muốn từ chối rồi. Hai,